Đấy, bên kia là đất nước bạn Trung Hoa. Trung Quốc. Sông Lấp Thi là đất nước Trung Quốc. Vàng, ra đây, ra đây, quê hương của vàng bên kia đấy. Vàng ơi, chào anh. Ở bên kia là nước Trung Quốc đấy phải không anh? Trung Quốc đấy. Nước tàu gần đấy nhỉ? Cái dòng sông này sông gì anh? Nậm Thi. À thế ạ. Thế thì này đi qua bên kia bằng cái sông này đơn giản nhỉ? Vượt qua là ăn đòn đấy chứ nhỉ? Nó sâu hả anh? Vâng vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Wow.
350 anh đi một lần. Vâng, tức là đi là trong đi ngày về. Đến 10 giờ đêm về. À 10 sáng 10 giờ đêm về. Ok. Cho em đây, em bắt đầu đang ở.
Vâng, vâng.